Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến quý vị một chiếc âm ly của hãng Maxintosh có model là MA7000. Đây là một trong những model rất là hay của hãng. Dòng Maxintosh 7000 này nó có cái phân khúc tiền rất là phù hợp cho các bác chơi. Dòng Maxintosh thì các bác cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái thương hiệu rất là lớn, được sản xuất tại Mỹ và ở thị trường Việt Nam được rất nhiều các bác ưa chuộng. Dòng Maxintosh này thì là đánh rất là được nhiều loa, đặc biệt là những dòng loa như JBL hay BW. Dòng Maxintosh này thì là thiết kế với mặt kính đằng trước và hai bên là hai tay sách, và chính giữa có hai chiếc đồng hồ vu để vẩy theo cái tín hiệu nhạc. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại một tí nữa và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này và cũng như các núm chỉnh ở trên chiếc âm ly này. Và trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Maxintosh MA7000. Dòng này là sử dụng hai cái tay sách bằng nhôm đây các bác nhé, sử dụng hai tay sách bằng nhôm và chính giữa có hai chiếc đồng hồ vu vẩy theo tín hiệu nhạc, và bên này nó là ba lăng này. Và đặc biệt những dòng Maxintosh này là hãng làm một cái dàn equalizer chỉnh như bass hay là chép và mic này, và nó còn có cả trung trung trầm lẫn trung cao các bác nhé. Đấy, và bên dưới nó có các đường như CD1, CD2 và tất cả các đường tín hiệu đầu vào. Và đây bên trên là máy đây. Dòng Maxintosh thì đây nó là cái bản quyền riêng rồi. Dòng Maxintosh luôn làm thiết kế ba cục nguồn. Nguồn chính là nguồn chính giữa nó là cái nguồn chính và hai bên nó là hai nguồn xuất âm. Và dòng Maxintosh này thì là hãng luôn luôn làm cho cái công suất nó rất là mạnh luôn. Chiếc âm ly Maxintosh 7000 này là công suất là 250W trên một kênh. Đấy. 250W trên một kênh. Và những cái dòng này thì máy cực kỳ gấu luôn các bác nhé. Máy cực kỳ gấu. Em sẽ quay một vòng để các bác biết được cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Em sẽ tắt đi. Đấy, máy còn rất đẹp các bác nhé. Con này rất là khủng và to nặng. Và sắt xi còn soi gương được luôn các bác. Tất cả phần sắt xi dưới này là hãng làm bằng inox nhé, bằng inox chống rỉ đây. Soi gương. Đây là phía sau máy của chiếc âm ly Maxintosh MA7000. Dòng Maxintosh MA7000 là hãng làm có các đường chỉnh theo ôm của đôi loa, có 2 ôm, 4 ôm, 8 ôm. Đấy, thế này rất là phù hợp với những nhiều loa. Đây là đường input selector. Và đây con này là nguồn điện 100 các bác nhé. Đấy, và hãng Maxintosh làm thêm hai cái đường, bốn cái đường ba chân CD input ba lăng này. Máy rất là khủng luôn. Chúng nhìn thấy cái máy của con này thì nhìn thấy phát là sướng luôn rồi. Và những cái dòng này thì nó chỉ có giá là trên 100 triệu tí thôi các bác nhé. Maxintosh 7000. Con này là kính zin, khiển zin. Hàng đẹp xuất sắc và bao zin luôn cho các bác nhé. Và nó chỉ còn máy không thôi, còn thùng là không có.
Và giá chiếc âm ly Maxitot MA7000 này em đang bán là giá 118 triệu các bác nhé. Các bác có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại 0911 886 266, và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.